Chip mà. Con này cái gì? Không phải hả? Vậy là con này à? Con khao à? Ok, cái này là dinosaur, để là để mất nha. Wow. Thank you đi. Thank you. Thank you mama. Nói đi, thank you mama. Em gì mấy tuổi? Con 4 tuổi. Trời ơi, na gì? Con 4 tuổi. Nói đi. Chíp mọt gì? Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Kim Minh ngày hôm nay nha. À, hơi bị tội mà cái nhà này lúc nào cũng vậy hết, chịu thôi. À, ngày hôm nay thì mình được một ngày off, đó là ngày thứ ba, là những cái ngày mà mình được ở nhà và vui chơi cũng như là nấu ăn cho gia đình. Thì ngày hôm nay mình xin phép quay video chia sẻ cho mọi người là hôm nay mình sẽ nấu món gì và đãi hai cha con nhà Henry nha. Rồi, mời mọi người cùng với bếp. Rồi, ngày hôm nay thì mình có mua một mớ nấm. Cái này thì có hai loại nấm, một loại nấm trắng này các bạn, nấm trắng và một loại nấm nâu như thế này, gì nấm ngọc và nấm gì đó. Đó thì cái loại này mình sẽ nấu canh cho hai cha con ăn ha, để cho có cái nước nước rồi ăn cho nó dễ nuốt, dễ ăn cơm. Rồi ngày hôm nay mình cũng sẽ nấu một món ăn chơi, đó là món nem nè các bạn. Nem bữa nay mình sẽ làm món nem nem Nha Trang nha, nem nướng Nha Trang đó. Nhưng mà làm có ngon như của người ta hay không thì không biết, nhưng mà cũng cứ làm để đổi khẩu vị nha mọi người. Nem này được tài trợ bởi chị Thanh gửi tặng, chị Thanh ở Minnesota, Michigan, đúng rồi, chị Thanh ở Michigan đã gửi tặng cho mình mà hai lóc này. Bữa mình ăn hết hai dĩ, ba dĩ rồi, bữa nay mình làm bốn dĩ này nữa. Cái này các bạn mà muốn mua nem này, các bạn có thể lên order trên trang web của họ các bạn. Cái này là nem xuyên bang đó mọi người đó. Cái này mình không có quảng cáo, mình không có lấy tiền quảng cáo gì các bạn, chỉ là thấy ăn ngon thì giới thiệu cho mọi người ăn thôi, chứ không có quảng cáo kiếm tiền đâu nha mọi người đó. Rồi đây em đang nấu cái món là cái bông cải các bạn. Hồi nãy em ra ngoài vườn á, em hái cái bông cải của em, nó có chút xíu à nè, cái em sắt sợi vô đây em nấu canh chung với nấm luôn các bạn, để lát hai cho con ăn chan vô cho có chất rau, ăn cho nó nhuận trường nha các bạn, cho có chất sơ. Ồ, ngọt lắm nha mọi người, nấm mà nấm với bông cải ngọt lắm luôn á. Trời, cái bông cải, cái bắp cải của em nó em hái vô nó nhúm vậy nè, bằng cái chén muối tiêu chút xíu vậy nè, nhìn hấp dẫn các bạn ha. Rồi tắt bếp. Ra ngoài vườn hái mớ rau nè các bạn. Nè, tía tô, rau thơm, xà lách, cũng đủ ăn đó các bạn. Trời ơi, mà đi hái xong rồi mũi nó chích nè các bạn ơi. Trời ơi. Đây nè. Thấy thương. Trời ơi, te tua te tả hết. Nhưng mà cũng được. Quơ một nắm vậy thay vì khỏi phải mua rau các bạn ha. Này thiếu miếng xà lách, xoài, chuối, chuối chát với gì nữa nhỉ? À, dưa leo, đúng rồi. Lát mình sẽ đi chợ mình mua mấy cái món đó mình bỏ vào đây. Và khi nào mà gần ăn thì mình sẽ chiên cái bánh tráng sau cùng ha. Hello, chào mọi người. Bây giờ mình đã cái phần mũi heo, tai heo với cái lưỡi heo nè các bạn. Với cái này là thịt đùi. Này thịt đùi nha các bạn. Đó, mình bỏ ra một mớ, bắt đầu mình làm. Mình làm cái món là giò thủ đó. Ông xã mình theo một lời đề nghị của ông xã thì mình làm giò thủ cho ảnh, để ảnh để dành ảnh nhậu các bạn đó. Bây giờ mình sẽ bỏ này vào luộc nha. Phía bên đây là mình có chuẩn bị thêm một miếng đồ để mình làm nước tương chấm ăn với nem ngày hôm nay. Và cái phần này thì mình chuẩn bị là mình rang cái củ gừng, một miếng quế với hai củ tỏi. Bây giờ mình bỏ vào nước này để khử mùi cái đầu heo với cái lỗ mũi heo nha các bạn. Đây là nếp, cái phần nếp này mình nấu nè các bạn. À, mình nấu một lát mình làm nước sốt nè.
Đây, cái phần thành phẩm nó như thế này các bạn. Lát nữa mình sẽ xay ra cho nó thiệt là nhuyễn à. À, nhớ đừng quên là dằn thêm một ít nửa muỗng muối. Ủa lộn, nửa muỗng đường để cho nó có cái hậu ngọt ngọt nha các bạn ha. Bốn túi như thế này. À, con cắt cá xiêm đi. À, này cắt đi. Bây giờ mình sẽ quấn bốn cái cây chả này lại nha các bạn, giò thủ này lại nha. Dùng cô chú nha, con dùng cô chú. Trời ơi, cưng á. Thanh gì thương quá. Thương quá. Thương quá hả? Nè. Thương quá, nè, cho con cái nước chấm nè. Đó, rồi. Ngon không? Ngon quá. À, quên lấy cái dĩa rồi. Rồi, ta kệ đi. Rồi, hôm nay mời tất cả mọi người cùng ăn nem nướng với mình nha. Ngày hôm nay thì có đầy đủ đồ luôn á các bạn. Nấu là không thiếu một cái thứ gì luôn á. Đây là nem ha. Bên đây là nem, đây là bánh tráng chiên. Rồi đây là xoài, dưa leo. Đó, các bạn hơi nhỏ cho nên quay không có hết. Bây giờ cái này là nước sốt nè các bạn. Nước sốt thần thánh. Anh ăn thử cái nước sốt này anh. Nước tương ngon hả? À, rồi bỏ miếng ớt vô. Đó, hấp dẫn không các bạn? Đó, hấp dẫn chưa? Rồi con ăn đi, ăn cái đó đi. Giỏi quá, rồi ăn đi. Rồi, bây giờ cây nhà lá vườn nãy đi ra ngoài nó hái mà mũi nó phanh thay em cái gì ơi. Mũi nó cắn mà chạy không kịp luôn. Chạy quíu quíu vô nhà luôn á. Mũi quá trời mũi. Cái này á phải xịt mũi mới chịu nổi chứ còn không chịu nổi. Rồi con ăn đi, bỏ vô. Nè anh ăn nữa không? Ra nè. Nghe. Nghe. À, nghe. Được cái đồ cái gì vậy? Chất cá. Chất cá nè. Đừng con ồ ngon quá nè con ăn nem nè ăn nem không mèo. Nè không phải mèo nè nè chấm không phải mèo không phải mèo hả không phải mèo rồi đây là dưa leo quý vị à bỏ vô rồi đây một miếng xoài nữa bỏ vô xoài tại vì nó còn thiếu gì không rồi hết rồi đó quý vị ơi bắt đầu cuốn lại nha đồ ăn để che mất hết rồi các bạn không thấy được cái bánh tráng ăn cuốn
cuốn đục cái bánh tráng nè. Đó. Đây nước sốt nè, để đứng lên cho mọi người xem. À, chấm gần gần nha. Quậy lên. Hấp dẫn quá. Quậy. Quậy lên đó. Rồi. Bây giờ mời cả nhà cùng ăn nha. Cái bánh tráng nó giòn. Trắng nó giòn cũng đúng luôn. Ngon quá. Cái vị xoài thì nó chua chua. Mà chua chua ngọt ngọt quá à. Dưa leo nó cũng giòn. Rồi đó. Cái hương vị của cái tương này nè. Nó béo béo bùi bùi. Ngon. Cái phần nước tương này lạ quá. Tạm biệt. Ngon. Cái xuống. Để xuống nô. Có thể xuống dơ. Hôm nay tụi em ra phơi khô. Em bữa nó chưa tới giờ luôn. Cho nên nó bị vậy á. Này của con à. Đó của cô anh. Lần đầu tiên mình làm cái tương này nó hơi đặc. Chờ anh tí nướng à, bỏ bánh rồi. Ăn không hiểu được chua, hơi chua chua. Phải cuốn vô ăn thì mới ngon. Nó bị dính nãy em. Ăn nước tương thì ngon hơn. Anh ăn khẩu vị của anh ăn nước tương đi. Mình ăn cho biết cái mùi vị thế gian chứ ăn món chán chết. Anh chui. Dạ, cằn cỗi. Em miệng nó thiếu nước. Em bỏ nhiều xoài, bỏ nhiều vô ăn cho nó chua chua ngon. Dưa leo nó rồi quý vị. À. Cái gì cũng nhiều lát cái cuốn nó như cái bánh ủ. Nó thôi ớt nguyên trái trời đó coi con có hiếu dễ sợ mời mẹ ăn ớt nguyên trái. Ớt ngọt mà. Ừ. Ừ, ăn đi. Ăn đi. Dĩa của Henry rồi. Đó vô đó. Ờ con bỏ vô ok bỏ vô. Rồi cho xin thêm cái bánh tráng mới đi. Để rồi. Cái này nó bể rồi, này không cuốn được. Các bạn, nó bể gì nè? Ta tét. Ta tả. Thì thôi nó dày cái đó lấy cái dĩa chứ. Cái tay sao nó cuốn hết rồi. Lâm hết. Thôi nè các bạn. Chưa bao giờ mà tôi cuốn cái bánh cuốn mà nó xấu tới như vậy luôn. Nè bỏ miếng ớt vô. Dịch vô cái ớt này, ớt có màu cho vui thôi chứ ớt này không có cay lắm. Cái gì mà ớt lẹp lẹp đây. Ngon. Làm kiểu nước tương mà không? Béo béo. Bụt bụt béo. Đó. Bánh trái gì lần giòn. Đưa ba xà lách trong to ở trong thau này. Đưa ba miếng. Ừ. Xoài nữa ha. Rồi. Miếng là miếng rồi. Đó là nhiều đó. Ăn nó miếng là nó hơi mòn đó. Nó thấy có gì nó ngọt ngọt lắm. Nào ngọt hơn. À nem. Cái xoài ngọt cái xoài ngọt. Ê. Thôi ăn chung miếng lại thì thấy còn ngọt. Nhưng mà ăn riêng á thì là thấy nó cũng chuột.
nóc. Mày ăn không? Hả? Ri ăn không? Ba cuốn cho anh Ri ăn. Không hả? Ri ngồi chơi à. Cũng lạ miệng nha. Không biết chấm mà lạ miệng. Đó, rớt vừa đó anh Ri. Lần đầu tiên biết ăn cái món này không? Ừ, ăn em nó ba đang được nha. Ba đang có mà. Cái món này à. Mình nghĩ á, thôi anh dám nè. Hai chị em làm hơi dày. Hết rồi. Nữa. Đủ rồi ba. Cái bánh này siêu làm tư. Thì mình nghĩ là nó sẽ giòn hơn. Mà này đó, hai chị em chia làm hai. Cái bánh chia làm hai, bẻ đôi lại cái lò cái quấn á, tại khi mình quấn nhiều lớp quá cái ở trong nó bị dai. Còn nếu như mà mình chia làm tư, mình chỉ cần quấn một vòng tới vòng thứ hai thì được, thì nó còn giòn. Đó này mình quấn nhiều lớp á, các bạn coi nè, quấn rất là nhiều lớp ở trong, cho nên nó ở cái trong nó bị dai. Nếu như mình quấn hai lớp thì chắc nó không tới nổi. Mình biết rồi, ăn cái này á, thay vì á, ăn bún á, thì ăn bánh tráng này để trừ hao cho cái bún. Cái bánh tráng này để trừ hao cho cái bún. Trồng cây quế đầu mùa tới cuối mùa được cắt được hai lá như vậy. Quý lắm rồi nha. Đầu mùa tới giờ. Rồi hồi nãy đi ra hái tí tô với cây rau canh giới này nè. Ngay chỗ đó nó mũi nó quá trời. Đụng vô cái cây cái nó túa ra nó cắn. Chạy không kịp. Hái ra mấy cái bụi rau kia thì nó không có bị nhiều, mà cái bụi rau này nó mũi quá trời mũi nó túa ra nó cắn cũng chết luôn. Bỏ nem vào. Cho nem, cái này là nem này nem tôm. Còn nem này nem thịt. Đó, cho nem vào. Bỏ bánh tráng vô. Bỏ một miếng xoài vô. Ăn cái này giống như là ăn bánh xèo miền Tây vậy đó. Ăn bóc cho nó ngon. Cay hết không? Ớt á. Trời đất ơi, sao cái bánh tráng này. Trời đất ơi. Cuốn có bị không? Chú cha coi nè. Cuốn cỡ đó mà bắp chân nhờ, lấy cái bánh tráng nào mà chữa cho nổi. Bánh tráng nè, dở bánh tráng lên nó rách nè. Nè các bạn coi nè, mình dở bánh tráng lên mà nó rách vậy là làm sao cuốn nè. Nè bánh tráng dở lên vậy nó rách nên nó dính dĩa vậy làm sao cuốn. Tôi nhấc được cuốn liền ngồi nói chuyện cho nó khô rồi rách. No, để đây các bạn, bỏ qua đây. Rồi nó dính nè, dính nhiều cái chảo luôn nè. Ủa nó dính vô cái dĩa luôn nè. Chết cha. Bự. Đố bự lên nhỏ. Bỏ mọi thứ chút 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 nhóc luôn. Qua anh kìa. Đi bơm ăn nó bơm. Đây cho bơm. Bơm bơm thôi. Để sáu giờ, sáu giờ. Ba thấy mẹ con cuốn mà cái cuốn, cuốn bánh tráng à. Cái này đi đâm dâu rồi chết à. Cái này đi thử tên ngày dâu rồi chết à. Bánh tráng này nó xíu, cuốn cỡ đó bánh tráng này nó ồn cho nổi nó rất là đúng rồi. Hàm, mỗi cái bỏ vô chút chút nhàn đỏ. Chán chết rồi. Giờ nó ngon hơn, ăn mấy cái rồi nó ngon. Ăn ba bột cuốn hay gì vậy? Nó luôn rồi.
Anh nghĩ có bội lẹ hơn. Bánh tráng hơi bị dài. Rồi. Dính tay. Dính tay hả? Đợi hết rồi. Nó dính nè. Bánh tráng bị dài quá à. Dài quá. Dài quá bị dài. Đến khi cái thằng này còn lâu hơn à. Còn lâu hơn chưa mấy xíu. Nó làm trong cái da đó. Dám ăn thôi bị no. Bữa sau anh nó có nếp á. Xong nó ớt mà ớt hương xả mình cũng trồng thè 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 chứ không có cài thì ghê nè. Rồi thôi no các bạn ơi. Ngon quá, quá hấp dẫn, quá ngon. Chấm miếng. Béo. Ít chấm này thì ngon, nhưng mà đối với mình thì nó béo. Mình không thích lắm. Ba vô phòng rồi. Anh gì hồi nãy ăn cơm mà. Cho anh. Cho anh đi rửa chén. Ok, thôi mình xin phép kết thúc video tại đây nha. Thân chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của hai mẹ con em ngày hôm nay nhé. Thân chào, bye bye, hẹn gặp lại, bye bye. Thanh Điều bye coi, bye. Rồi đó anh em coi, anh em sao? Mi gió cái nữa. Giỏi quá. Bye bye. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình ngày hôm nay nhé. Thân chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại. Chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Bye bye. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích kênh của mình thì hãy bấm vào nút subscribe ở dưới đây. Và đây là kênh thứ hai của mình. Các bạn cũng đừng quên ghé thăm ủng hộ mình nhé. Ở mỗi video sẽ có nút đăng ký ở góc phải màn hình. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh cho mình nhé. Đừng quên bấm thêm cái chuông để nhận được nhiều video mới.